Bộ Công Thương vừa ra thông báo lưu ý đối với các doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả của Việt Nam về việc cơ quan quản lý Quảng Tây Trung Quốc yêu cầu truy xuất nguồn gốc đối với hoa quả xuất khẩu từ Việt Nam. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2018, hoa quả nhập khẩu từ Việt Nam khi làm thủ tục xin giấy phép kiểm dịch động thực vật nhập khẩu tại cơ quan quản lý kiểm nghiệm kiểm dịch nhập khẩu Quảng Tây phải cung cấp thêm hình ảnh chụp bao bì chứa thông tin truy xuất nguồn gốc chất lượng sản phẩm. Thông tin bao gồm tên sản phẩm hoa quả, nguồn gốc xuất xứ, tên hoặc mã số nhà xưởng đóng gói bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh. Doanh nghiệp có thể dán thêm nhãn để bổ sung các thông tin kể trên, đồng thời có mã vạch, QR code hoặc tem chống hàng giả để có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Theo Bộ Công Thương, các doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả của Việt Nam cần chủ động phối hợp với doanh nghiệp nhập khẩu của Trung Quốc trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu tại cửa khẩu của Trung Quốc.